Bây giờ chúng ta sẽ đánh 7 cái diêm hồng. Trọng lượng ở đây là 5 kg. Chúng ta cho cá vào máy. Đối với cá diêm hồng thì chúng ta sẽ cài đặt thời gian lên là 60 giây và nhấn công tắc để cho máy chạy. Cá vẫn đang còn sống và hết sạch vảy nhớt từ hai bên và các kẽ vây, kể cả trên đầu cá, rất là khó đánh, cũng đều đánh được sạch hết ha. Một mẻ cá sẽ đánh được từ 10 đến 15 kg nha các bạn. Hôm nay chúng ta test thì test 5 kg. Vẫn đang còn sống. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ test với cá diêm hồng.